Thủ tướng Áo nêu rõ vấn đề nhân quyền trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Viên của Áo hôm 15 tháng 10 năm 2018. Báo chí lề phải, kể cả thông dân xã Việt Nam, mặc dù có tham dự cuộc họp báo nhưng đã giấu nhẹm tin tức này. Phóng viên đài truyền hình OFE của Áo đã gọi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một nhà động tài cộng sản. Trích, Trong cuộc hội đàm, hai bên cũng đã đối thoại với nhau về đề tài nhà nước pháp quyền, dân chủ, nhân quyền và quyền của người dân. Tôi nghĩ rằng việc tiếp đón các quốc gia thân hữu một cách thân thiện, đó là một việc đúng đắn và có ý nghĩa. Nhưng không có nghĩa là phải im lặng về những đề tài nào đó mà hai bên có những ý kiến khác biệt với nhau. Đó là lời phát biểu của Thủ tướng Áo Sebastian Kurz phát biểu trong cuộc họp báo chung. Trưa ngày 15 tháng 10 năm 2018, theo giờ địa phương, tại Viên, thủ đô nước Áo, ngay sau lễ đón tiếp chính thức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cuộc gặp riêng và hội đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz sau đó, thủ tướng hai nước đã cùng tham dự cuộc họp báo chung. Mở đầu là phần lễ ký kết các hiệp định tài trợ và bản ghi nhớ hợp tác song phương về lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ, thương mại điện tử, chính phủ điện tử. Kế tiếp, thủ tướng mỗi nước thông báo về kết quả của hội đàm. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết trong cuộc hội đàm hai bên cũng đã đối thoại với nhau về đề tài nhà nước pháp quyền, dân chủ, nhân quyền và quyền của người dân. Sau cùng là phần đặt câu hỏi của phóng viên báo chí ban tổ chức cho đặt tổng cộng chỉ có hai câu hỏi. Một câu hỏi dành cho báo chí Áo và một câu hỏi dành cho báo chí Việt Nam. Trước tiên, câu hỏi của ông Most Bauer, phóng viên đài truyền hình OEF của Áo, nguyên văn như sau. Tôi có một câu hỏi cho Thủ tướng Quốc. Hôm nay, với nghi thức duyệt hàng quân danh dự, ông đã tiếp đón trọng thể Thủ tướng Việt Nam, người đứng đầu chính phủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một nước cộng sản độc tài trong cuộc hội đàm thủ tướng Quốc đã trao đổi về vấn đề nhân quyền cụ thể như thế nào liên quan đến hội nghị thượng đỉnh giữa EU và Asia trong tuần này mặc dù phóng viên Most Power nói rõ ngay từ đầu là câu hỏi được gửi đến thủ tướng Quốc của Áo nhưng ngay câu hỏi vừa dứt lập tức thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cướp lời và nhanh nhỏ, nhẹ nhẩu trả lời như sau à, Việt Nam là một nước dân chủ chúng tôi linh nói những... cái à, này Việt Nam là một nước dân chủ có quan hệ quốc tế sâu rộng, không có chế độ độc tài như ngài vừa nêu. Chúng tôi lên án chế độ độc tài, hiến pháp Việt Nam bảo vệ nhân quyền, quyền con người hết sức sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực. Nhân quyền Việt Nam ngay được thế giới, cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc công nhận. Xin cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ Áo đã dành cho tôi một cuộc tiếp đón rất trọng thị trong quan hệ truyền thống lâu đời hiểu biết giữa hai nước. Sau đó, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã mời phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam đặt Câu hỏi để ông trả lời cả hai câu hỏi. Sau đây là nguyên văn phần ông trả lời câu hỏi của phóng viên áo. Trước nhất, cho phép tôi trả lời câu hỏi của phóng viên áo về nhà nước pháp quyền, dân chủ và nhân quyền. Hai bên đã trao đổi với nhau một mặt về hệ thống thể chế của châu Âu chúng ta, mặt khác hai bên cũng đã nói chuyện với nhau về sự khác biệt thể chế của hai nước và về thái độ, quan điểm của chúng ta về sự khác biệt này. Như quý vị đã biết, chúng ta quan niệm rằng nhà nước pháp quyền dân chủ là nền tảng của mọi sự sống thành công trong tự do. Điều này không chỉ đúng ở châu Âu mà còn đúng ở khắp các nơi trên thế giới. Dĩ nhiên, hai bên cũng nói về những câu chuyện nhân quyền của người dân mà họ được tiếp cận. Quyền này như thế nào thì trước sau vẫn còn nhiều khác biệt ở các nước khác nhau trên thế giới. Ngoài ra có một điều quan trọng, tôi nghĩ rằng việc tiếp đón các quốc gia thân hữu một cách thân thiện đó là một việc đúng đắn và có ý nghĩa nhưng không có nghĩa là phải im lặng về những đề tài nào đó mà hai bên có những ý kiến khác biệt với nhau. Các bạn vừa xem bài viết của Hiếu Berlin thời báo chấm đê qua phình trình bày của Trung Khoa từ Berlin hôm 16 tháng 10 năm 2018. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Chào các bạn.